Báo hoa mai, linh cậu đốm và báo đốm Mỹ, con nào mạnh nhất? Admin đẹp trai, cá tính, nói chuyện có duyên. Của bạn có biết, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm clip so sánh sức mạnh của ba loài thú khá tương đồng về hạng cân, đó là báo hoa mai, linh cậu đốm và báo đốm Mỹ. Giờ chúng ta cùng phân tích xem con nào mạnh nhất nhé. Đầu tiên là báo hoa mai. Báo hoa mai là loài mèo lớn thứ tư trong những động vật họ nhà mèo, sinh sống chủ yếu ở châu Phi và châu Á. Lối sống và thức ăn của chúng khác với các loài mèo khổng lồ khác. Chúng có khả năng săn trên cây cũng như trên mặt đất. Loài này không kén ăn. Chúng ăn từ những động vật nhỏ như côn trùng, gặm nhấm, cá, đến những loài thú to lớn như gia súc, hươu, nai, linh dương, lợn rừng. Báo hoa mai thậm chí săn cả chó, nên những người nuôi chó trong những vùng có báo hoa mai ở thường khôn ngoan giữ chúng trong các củi để đảm bảo an toàn. Báo hoa mai được biết đến như là những kẻ thèm thịt chó và sẵn sàng liều lĩnh xông vào nhà dân để giết chó nuôi. Chúng leo trèo rất tốt và thông thường hay giấu con mồi săn được ở trên cây. Mặc dù có số lượng lớn, nhưng loài thú săn đêm và sống trên cây này rất khó nhìn thấy trong tự nhiên. Khu vực chúng có nhiều nhất là vườn quốc gia Yala ở Sri Lanka. Ở đó có mức độ báo hoa mai cao nhất thế giới. Chúng thường sẽ tha mồi vào chỗ tương đối an toàn ở trên cây. Loài báo phải làm vậy vì nếu ăn ở trên mặt đất thì chúng rất dễ bị các mãnh thú như linh cẩu hoặc sư tử cướp mồi. Tiếp theo là loài linh cẩu đốm. Linh cẩu đốm là một loài thú trong họ linh cẩu của bộ ăn thịt. Nó là loài linh cẩu to lớn nhất, là động vật bản địa của khu vực châu Phi hạ Sahara, trừ khu vực thuộc lưu vực sông Congo. Loài này thích nghi rất tốt, sinh sống trong nhiều kiểu môi trường khác nhau. Linh cẩu có mặt ở vùng đất thấp khô cằn và cực nóng ở phía bắc và phía nam của vùng, phân bố tới các địa hình miền núi lạnh ở Đông Phi và Ethiopia. Nó có thể sinh sống gần các môi trường sống của con người. Linh cẩu đốm rất nổi tiếng nhờ tiếng cười ghê rợn của nó. Mặc dù hay bị coi là động vật chỉ ăn xác thối, nhưng trên thực tế thì linh cẩu đốm là động vật săn mồi đầy sức mạnh. Phần lớn nguồn thức ăn của nó là từ các con mồi còn sống. Tại châu Phi, linh cẩu chỉ đứng sau sư tử khi chúng solo một một với nhau. Khi đàn đông, linh cẩu cũng hay bắt nạt cả sư tử nữa. Tất cả các loài báo ở châu Phi đều ngán ngẩm khi phải chạm trán với linh cẩu. Mặc dù kỹ năng săn mồi của báo tốt hơn cả linh cẩu lẫn sư tử, linh cẩu rất hay cướp mồi của các loài báo ở đây. Báo gepa thì chắc chắn là thua khi đối đầu linh cẩu. Còn những loài báo khác chúng ta sẽ nói ở phần sau. Cuối cùng là báo đốm Mỹ. Báo đốm Mỹ là loài mèo lớn thứ ba trong những động vật thuộc họ mèo, chỉ sau sư tử và hổ. Chúng sinh sống ở Nam Mỹ và Trung Mỹ, là loài mèo lớn to nhất ở đây. Trong tiếng Anh, từ Jaguar có nguồn gốc từ tiếng Tupi Guarani ở Nam Mỹ. Theo các nhà thám hiểm châu Âu thời kỳ đầu thì Jaguar có nghĩa là con thú có thể giết chết con mồi chỉ bằng một cú nhảy. Báo đốm Mỹ có cấu trúc quai hàm khỏe nhất trong họ nhà mèo. Chúng có ngoại hình gần giống với báo hoa mai và có quan hệ họ hàng gần gũi với loài này. Báo đốm Mỹ cũng rất giỏi leo trèo, có tập tính gần giống với loài hổ, đặc biệt là thích nước. Nó có thể chạy với vận tốc lên đến 65 km/h nhưng không bền, nên chúng thường kiên trì rình mồi và ít khi tham gia vào các cuộc đua dài hơi. Những kẻ săn mồi cô độc này chủ yếu săn các con mồi lớn. Chúng không đi săn với những con báo khác ngoài mùa sinh sản.
quai hàm khỏe của báo đốm Mỹ cho phép chúng săn bắt hươu, nai, chuột lang nước, lần lòi peccary, thậm chí là cả cá sấu và trăng anaconda. Chúng là những kẻ cơ hội và sẽ ăn mọi thứ từ ếch, thằn lằn đến cá, chim, thú nuôi. Giờ mình sẽ giúp các bạn phân biệt báo hoa mai và báo đốm Mỹ. Báo hoa mai sinh sống ở châu Á và châu Phi. Nó có đầu thon gọn hơn, đuôi dài hơn. Trên da có các hoa văn giống như cánh hoa mai, thích nghi được với nhiều loại khí hậu. Tuy nhiên thường tránh môi trường nước. Báo đốm Mỹ thì sinh sống ở châu Mỹ, có đầu to hơn, đuôi ngắn hơn. Trên da có nhiều đốm nhỏ ở trong những hoa văn nên được gọi là báo đốm. Báo đốm Mỹ quen thuộc với cuộc sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới, thích sống ở gần nước. Giờ chúng ta cùng so sánh xem sức mạnh của mỗi loài. Đầu tiên là về kích thước. Một con báo hoa mai đực lớn cao 0,7m ở vai, dài 1,9m và nặng 90kg. Con lớn nhất được ghi nhận có cân nặng tới 96,5kg, tức nặng bằng một con sư tử cái trẻ. Tiếp theo là linh cẩu đốm. Đối với linh cẩu thì con cái thường lớn hơn con đực. Những con cái lớn có thể dài 1,66m, cao 0,92m và nặng 85kg. Con lớn nhất từng được ghi nhận có cân nặng tới 102kg, tức cũng nặng ngang với một con sư tử cái trẻ. Cuối cùng là báo đốm Mỹ. Những con báo đốm Mỹ lớn có thể dài tới 1,85m, cao 0,76m, nặng 96kg. Đuôi của chúng ngắn nhất trong họ nhà mèo lớn, chỉ dài tối đa 75cm. Con đực lớn nhất được ghi nhận có cân nặng tới 158kg, tức nặng ngang với một con sư tử cái lớn hoặc một con sư tử đực trẻ. Tiếp theo chúng ta sẽ xét về tốc độ và lực cắn của chúng. Báo hoa mai có lực hàm tương đối khỏe, đạt 318kg trên 1 inch vuông, tức ngang với một con sư tử đực. Tốc độ của nó là không quá cao, đạt 58km/h. Tuy nhiên, các thông số trên vẫn còn thua xa linh cẩu. Linh cẩu đốm có thể chạy đạt vận tốc đến 60km/h. Lực cắn của linh cẩu đốm mạnh hơn rất nhiều, lên tới 500kg trên 1 inch vuông. Nhờ chiếc hàm cực khỏe cùng với những chiếc răng to và sắc nhọn, nó có thể nhai vỡ xương của con mồi, tranh giành thức ăn với sư tử. Những con sư tử cái có lực cắn yếu nên cũng ngại khi phải đối đầu với những con linh cẩu. Ngay cả sư tử được lực cắn max cũng chỉ đạt 313kg trên 1 inch vuông, trong khi lực cắn của một con báo đốm Mỹ lên tới 613kg trên 1 inch vuông, lớn nhất trong họ nhà mèo, hơn cả hổ và vượt xa sư tử. Nhờ cái hàm này mà báo đốm có cách giết mồi khác với những loài khác. Nó không cắn cổ mà cắn thủng sọ con mồi. Tiếp theo xét đến trí tuệ, báo hoa mai là loài khá thông minh trong họ nhà mèo. Nó biết giấu mồi lên cây, biết rình và phục kích con mồi. Tuy nhiên nếu nói về sự khôn ngoan và xảo quyệt thì nó lại thua xa linh cẩu. Linh cẩu được coi là loài thông minh nhất trong các động vật săn mồi ở châu Phi. Linh cẩu biết dựa vào chim kền kền để lần theo đến sát con mồi, biết dùng tiếng hú để gọi bầy khi cần cứu viện. Nếu một đấu một thì linh cẩu có thể dễ dàng chiếm mồi của báo gepa. Còn lúc đối đầu với báo hoa mai lớn hoặc sư tử thì nó sẽ gọi hội. Khi bầy đông và lấn át về số lượng, chúng sẽ chiếm mồi. Trí thông minh của báo đốm Mỹ có lẽ tương đồng với báo hoa mai. Bây giờ chúng ta xét đến thể lực. Báo hoa mai rất khỏe, nó có thể tha con mồi có trọng lượng gấp 3 lần nó lên cây. Còn linh cẩu đốm cũng rất khỏe, sức kéo mồi của nó cũng ngang ngửa với báo hoa mai. Báo đốm Mỹ là khỏe nhất trong 3 loài được so sánh hôm nay. Xét theo tỷ lệ cơ thể với sức mạnh thì nó là loài mèo mạnh nhất trong họ nhà mèo, vượt cả hổ. Tiếp theo xét đến ngoại hình của mỗi con.
Bá Hoa Mai có thân hình cân đối, mình dài, chiều cao thấp, rất thích hợp để săn đuổi con mồi. Linh cẩu đốm thì có mình ngắn nhưng cao, cơ thể nó không thích hợp lắm cho việc săn đuổi mồi. Còn báo đốm Mỹ thì chắc nịch và cơ bắp hơn báo hoa mai. Cả hai loài báo đều có bốn chân dài bằng nhau, có vuốt sắc nhọn ở mỗi chân, trong khi linh cẩu có hai chân trước dài hơn, không có vuốt sắc nhọn. Giờ chúng ta cùng xét điểm mạnh và yếu của ba loài này. Đầu tiên, điểm yếu của báo hoa mai là có hàm không quá mạnh, giá trị lực cắn không cao. Điểm mạnh là có hai chi trước sử dụng rất linh hoạt, có thể cào, giữ chặt, tát. Ngoài ra leo trèo rất giỏi nên có thể chạy lên cây khi cần. Điểm yếu của linh cẩu đốm, hai chi trước rất khỏe, tuy nhiên không thể sử dụng linh hoạt được và không thể dùng để tấn công như báo, không biết leo lên cây. Điểm mạnh là thể lực tốt, hàm cực khỏe, răng to và sắc, có bầy đàn ở gần. Ngoài ra còn rất thông minh và mưu mẹo. Báo đốm Mỹ hầu như không có điểm yếu nào. Điểm mạnh là to lớn nhất trong ba loài được so sánh hôm nay, chạy nhanh nhất, hai chi trước sử dụng linh hoạt như báo hoa mai, có thể cào, giữ chặt, tát và cũng có thể chạy lên cây được. Nó có hàm siêu khỏe, ngoài ra còn bơi lội rất giỏi nữa. Giờ chúng ta sẽ xét tỷ lệ chiến thắng của mỗi loài khi đối đầu với nhau. Từ những phân tích trên thì mình nghĩ rằng báo đốm Mỹ 100% sẽ thắng nếu phải đối đầu với một con báo hoa mai hoặc một con linh cẩu đốm. Cho nên chúng ta sẽ chỉ xét tỷ lệ thắng của báo hoa mai khi phải chiến với linh cẩu đốm. Nếu một con báo hoa mai lớn đối với một con linh cẩu đốm lớn thì có lẽ tỷ lệ thắng sẽ ngang nhau. Tuy nhiên, thực tế chúng sẽ tránh phải tử chiến với nhau và thường ưu tiên tranh mồi hơn. Báo chỉ bị đuổi đi khi có hai con linh cẩu trở lên ở đó. Con linh cẩu bị đuổi đi khi nó phải một mình đấu với con báo lớn hơn. Báo hoa mai có khả năng leo cây và tha mồi lên đó, nên sẽ có lợi thế nếu tận dụng được thời cơ để giấu mồi. Còn linh cẩu thì có bầy đàn rất đông và thường gọi hội, nên ngoài tự nhiên chúng có tỷ lệ chiến thắng cao hơn báo hoa mai, rất hay chiếm mồi của các loài báo. Và nhà vô địch trong ngày hôm nay đó chính là báo đốm Mỹ. Theo mình thì một con báo đốm Mỹ được trưởng thành có lẽ mạnh ngang với một con sư tử cái, tức là nó phải cân được hai con linh cẩu lớn. Ngoài tự nhiên thì chúng không bao giờ đối đầu với linh cẩu và báo hoa mai vì sinh sống khác châu lục. Tuy nhiên nếu phải chạm trán thật sự một đấu một với linh cẩu hoặc báo hoa mai thì nó chắc chắn sẽ thắng. Hoặc một đấu hai linh cẩu thì cũng ngang ngửa chứ không phải bỏ chạy như báo hoa mai. Ngoài ra bạn này cũng trèo cây rất giỏi nên có thể đuổi linh cẩu đi, xong giấu sát lên cây, linh cẩu không thể gọi hội được nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.